Con xin tạ ơn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đầy yêu hẹn, xin nâng đỡ con, xin thánh tẩy con trắng trong. Lạy Chúa, từ nay con xin hướng thông hối ăn năn, ngàn đời cảm tạ ơn Ngài. Con xin tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì muôn vàn ơn Chúa đã ban cho hội đồng,
cũng như đặc biệt cho quý sư có Kim Khánh và Ngân Khánh hôm nay. Chúng ta cầu xin Chúa cho quý sư được luôn sống trong tình yêu của Thiên Chúa, và nhờ vậy kéo ơn Chúa xuống cho hội dòng, cho những người thân nhân ân nhân của các chị Kim Khánh và Ngân Khánh, và cho cả chúng ta nữa, để chúng ta luôn được tìm và thực hiện tốt thánh ý Chúa trong ơn gọi của mỗi người chúng ta. Để lời cầu nguyện và thánh lễ chúng ta dâng được Chúa chấp nhận, mỗi người chúng ta thành tâm sám hối, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho chúng ta.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa cho chúng con được dâng lời cảm tạ vì tình thương và lòng thành tín Chúa đã dành cho chị em chúng con đây. Xưa kia chính Chúa đã soi sáng cho chị em hiến dâng trọn cuộc đời cho Chúa. Và hôm nay chị em chúng con muốn lặp lại lời dâng hiến ấy. Xin Chúa ban cho chị em ngày càng quảng đại hơn để làm cho danh Chúa thêm rạng rỡ và góp phần vào công trình cứu độ loài người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thiên Chúa đấng hằng ban phúc lành cho dân người, và chính nhờ người mà dân Chúa được trở nên chính trực công minh. Tâm tình tri ân tạ ơn Thiên Chúa phải là tâm tình kéo dài trọn cuộc sống chúng ta. Chúc tụng Đức Chúa, đấng đã ban cho dân người được nghỉ ngơi. Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, vua Salomon đứng lên và cất lớn tiếng chúc lành cho toàn thể cộng đoàn Israel. Chúc tụng Đức Chúa, đấng đã ban cho Israel dân người được nghỉ ngơi. Đúng y như người đã phán, không sai một lời nào trong tất cả những lời tốt lành người đã dùng cho ông Môsê, tôi tớ người, mà phán: Xin Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta ở cùng chúng ta như người đã ở cùng với tổ tiên của chúng ta. Xin người đừng để mặc, cũng đừng bỏ rơi chúng ta, nhưng xin hướng lòng chúng ta về với người, để chúng ta bước đi trên mọi nẻo đường của người và tuân giữ các mệnh lệnh, rối răn và luật pháp người đã truyền cho tổ tiên chúng ta. Ước chi những lời ta khẩn khoản dâng lên Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta ở trước tôn nhen người đêm ngày, để người bênh vực quyền lợi tôi tớ người và quyền lợi Israel dân người ngày này qua ngày khác. Như thế, mọi dân trên mặt đất sẽ nhìn nhận Đức Chúa chính là Thiên Chúa, không có Chúa nào khác. Các ngươi phải hết lòng với Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, mà bước đi theo các rối răn và luôn giữ các mệnh lệnh của người như ngày hôm nay. Đó là lời Chúa. Phần gia nghiệp của con chính là Chúa, chính Chúa là phần gia nghiệp của con. Phần gia nghiệp của con chính là Chúa, hơn lạy Chúa, chính Chúa là phần gia nghiệp của con. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu, con thơ cùng Chúa. Ngài là Chúa con thờ, Chúa chính là giá niềm và phần phúc đã dành cho con. Amen.
đó là tâm tình của Thánh Phaolô gửi đến chúng ta qua bài đọc sau đây. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô trong đầu người tin tưởng Côlôse. Thưa anh em là những người được Thiên Chúa gửi được nhân thân và yêu thương. Vì thế anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhường, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy. Anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối xây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ước bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em. Vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến được ước bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết xả tri ân. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên nhủ lẫn nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tạo lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn và hát dâng Thiên Chúa những bài thánh tịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hướng. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Hầu tất cả những gì anh em
Cha nhân danh Thầy, thì người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Với quý vị 50 năm, 25 năm
lạy hiền thê của Chúa đã được chìm ngập trong tình thương của Chúa, đã được bao bọc trong tình thương của Chúa, được nuôi dưỡng bằng chính người máu thánh Chúa, ngài thông cho quý vị sự sống đời đời. Thì chắc chắn rằng đời sống của quý vị không hơn thì ít nhất là cũng phải bằng các tín hữu sơ khai, phải có lòng từ bi nhân hậu khiêm cung của hòa nhân hạ, tha thứ cho nhau và chịu đựng lẫn cho nhau. Chắc chắn rằng trong cái tuần lễ mà chúng ta chuẩn bị để mà mừng kiếm thánh và nhân thánh hôm nay, cũng như cả cộng đồng chúng ta đã nhìn ra được cái tình yêu chúng ta đã ở trong tình yêu của Chúa đến mức độ nào, đã được bao nhiêu độ, và còn thấy những cái điều nào chưa được. Điều đó không phải chỉ trước mặt Chúa mà chúng ta còn thấy ở trong bề trên với tổng đoàn, với rất là nhiều người mà chúng ta đã tiếp xúc, họ cũng có thể nhìn ra được mức độ mà chúng ta ở trong Chúa và tiếp nhận với Chúa như thế nào qua đời sống, qua tầm cái gương sáng của mỗi người chúng ta. Và trong cái lúc này chắc chắn là chúng ta cũng đã bị đâm để nhìn ra thật sự, muốn nhìn ra được mức độ chúng ta ở trong Chúa, chúng ta phải thật sự có một sự khiêm nhường, khiêm nhường để tìm ra được và thấy được con người của mình đối với Chúa và đối với anh chị em của mình như thế nào. Tôi có gặp được một người trên và họ kể trên kể lại cho tôi một câu chuyện vui như thế này. Có một người tu luôn luôn bất an, đi qua nhiều nơi sợ sầu, sống nhiều khổ hạn rồi. Cái người tu đó vẫn gặp gỡ cha hướng dẫn của mình và nói là: thưa cha, chẳng chỗ nào con tìm được bình an cả, chỗ nào người ta cũng cứ nhìn con với con coi thường, khinh thị và chủ nhật con. Thế một lần thì đi em đâu rồi, thế thì chỉ đi trở lại với vị cha hướng dẫn và nói là: thưa cha, bây giờ con được bình an rồi. Thế cha cũng sẽ bảo: cái chết con đang ở đâu? Và thưa cha, ở nhà rằng đang điều con về con nhân khố của nhà nhỏ, ở đó một mình con cũng và con cảm thấy được là bây giờ con được bình an rồi. Câu chuyện đó nói chúng ta thấy được gì đó đã không phân biệt được sự an thân an phận của mình với sự bình an trong Chúa như thế này. Ngay trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy Sa-la-môn đã nói với chúng ta là những người mà trung thành với Chúa là những người phải tôn thờ Chúa, tuân giữ lời luật của ngài và những điều ngài truyền dạy. Đấy là cái bước để có được rằng chúng ta có lòng và có được ở trong Chúa không, và cái sự bình an của Chúa ban cho họ. Khi đến các tốc độ, Chúa ban bình an trong ông, và bình an đó không phải như là bình an của thế gian ban tặng. Đó là bình an Chúa tràn ngập ơn Chúa chúng ta, mà chỉ có nó thì chúng ta mới tìm được sự bình an thật mà thôi. Và cũng chính đó là như là trong bài như trong khi đầu lễ chúng ta vừa cầu nguyện là chúng ta được ở trong Chúa và
để ơn của Chúa, ơn cứu chuộc của Chúa được lan tỏa trong khắp mọi người. Chúng ta như là kính mừng và chúng ta được với nhau. Chúa nói rằng hãy ở lại trong tình yêu của Ngài, một lần trong tình yêu của Ngài, tín ngưỡng sức sống của Ngài trong tình yêu của Ngài. Nếu chúng ta tuân giữ lời luật của Ngài, mà lời luật của Ngài là cái gì? Tóm tắt thành đó, chúng ta vẫn thường nghe và vẫn dạy những cái đó là nên Chúa và yêu người, nên Chúa hết lòng, hết sức, hết tình hồn, hết trí khôn của chúng ta, và yêu thương người như là chính mình chúng ta vậy. Và tin mừng của Chúa chúng ta khó lắm, yêu thương là như thế nào? Không có một tình yêu nào cao quý hơn là ý mạng cho mình để yêu. Yêu thương như vậy đó, nhưng để thực hiện được như vậy thì chỉ nhất chúng ta phải thân yêu lễ lời của Ngài. Mà đối với quý vị mừng chiến thắng và đến thắng hôm nay, lễ lời của Chúa đã vận hồi, nhưng nhất là ba người thân ngũ của chúng ta vẫn là khó nghèo và chiến lệnh. Đó là những thước đo lòng của chúng ta, và chỉ khi nào chúng ta giữ cho được thì chúng ta mới thực hiện được, mới được ở lại trong Chúa. Và khi đó chúng ta mới là những cái người có thể Chúa được vinh danh, và nhờ vậy mọi người khác được nhờ ở nơi chúng ta mừng chiến thắng và nên thắng. Ngày hôm nay là ngày mà chúng ta nhớ lại quá trình 50 năm, 25 năm để chúng ta trả ơn Chúa. Chúa đã gìn giữ chúng ta cho đến hôm nay, và lúc này đây họ đang là trung thành của Chúa. Và ở trong Chúa chỉ thấy là vấn đề mà chúng ta còn phải rõ ràng là ở đến cái mức độ nào, có chìm sâu hay là lực lượng ở trên, hay là ở trên nông linh hạng. Đấy là vì mỗi người chúng ta phải làm sáng tạo. Để làm gì? Để chúng ta không ngừng tạ ơn Chúa, xin lỗi Chúa và xin lỗi tất cả mọi người. Trong cái ngày mà quý cha cũng như là bài tập hộ mừng Đức Cha ngày 29 tháng 4 này là được 52 năm trong chức linh mục. Khi trả lời với tất cả mọi người, Đức Cha nói rằng thật sự càng thêm năm linh mục, càng thêm tuổi đời linh mục, là càng lúc tôi cảm thấy được rằng tôi phải chịu ơn tất cả, chịu ơn Thiên Chúa, chỉ ơn tất cả mọi người. Bởi vì chức linh mục Chúa ban cho không phải để cho tôi hưởng dụng, nhưng là để cho tôi phục vụ. Mà tôi biết được rằng trong suốt thời gian phục vụ, tôi chưa làm đủ với những thiếu sót, những thiếu đuối của mình, chưa có thể đền đáp được ơn Chúa và ơn mọi người. Chính vì vậy cho nên chính những ngày này là thế này, tôi xin mọi người cầu nguyện của Chúa Thánh Tử và xin mọi người tha thứ cho tôi. Cũng nhân dịp mà mừng các chị khi thấy và ngày thánh hôm nay, tôi cũng phải thương tâm tình đó với quý vị. Quý vị thì là 50 năm, 25 năm trong cái ơn gọi thánh điện của mình, rất là cảm động với các chị là hiền thê của Chúa. Thế nhưng mình đã sống cũ cái ơn gọi của Chúa, đã thật sự tồn tại cái ơn của Chúa để sinh hoạt kết quả cho Chúa và cho giáo hội Chúa.
hay là còn có những bất bất nào, thì ngày hôm nay tất cả tội lỗi tâm tâm đến chân lễ hạ tội với cái gì chúng tôi cũng cầu xin Chúa hai thứ quý vị và cũng cầu xin cho quý vị được nhìn ra cái ơn của Chúa đối với đời sống của mình và tạ ơn Chúa. Xin cầu chúc cho quý vị còn những ngày còn lại trong cuộc đời của mình biết chân tiến để hy sinh, để cầu nguyện và kéo ơn Chúa xuống cho mọi người trông chờ và hy vọng vào đời sống của quý vị. Amen. Nghi thức tuyên lại lời khấn. Sau đây là việc tuyên lại lời khấn dịp mừng Kim Thánh và Ngân Thánh Khấn Dầu. Qua việc tuyên lại lời khấn, quý chị một lần nữa nói lên quyết tâm muốn được thuộc trọn về Chúa theo nếp sống tu trì đa minh thánh tâm. Xin kính mời quý chị tiến lên. Kính mời cộng đoàn đến dịp thông trong lời cầu nguyện. Và được muôn phúc lộc của Thiên Chúa.
dõi theo tinh thần của Thánh nữ Catharina và các vị tiền bối trong Hồi giáo, tiếp tục viết lên những trang sử của Hồi giáo qua việc hiến trọn đời mình để phục vụ Chúa và giáo hội với một trái tim yêu mến thiết tha và bằng đời sống thánh.
chúng con đã bị cha mẹ từ bỏ tất cả, xin cho chị em một niềm tin sống động để chị em tìm thấy đang trong muôn vật vô toàn và đem hết sức mình đáp lại nhu cầu của anh chị em. Đặc biệt là các chị em thuộc hội đồng gia đình thánh đường, thân nhân và thân nhân của các chị mừng kinh thánh và kinh thánh hôm nay, mà Chúa đã bỏ ra khỏi đời này để với Chúa, xin ban cho những kẻ sẽ yêu thương Chúa để được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhân đến anh chị em chúng tôi đang nghỉ trong niềm hy vọng sống đạt và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào cửa ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đại diện Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
kính mời cộng đoàn đến.
nhân cha hạnh trị, quý cha đại tế, quý vị trên, quý tu sĩ nam nữ và quý thân nhân cùng quý khách. Chúng con cảm ơn tất cả quý cha, quý vị trên và toàn thể hội đoàn đã đến đây chung lời tạ ơn của dòng chúng con và đặc biệt với chị em chúng con mừng kinh thánh và mừng thánh thân dòng. Hội dòng chúng con đi tới chặng đường này cũng là phần lớn chặng đường mà các chị mừng kinh thánh và mừng thánh trải qua, đều có dấu ấn sự hiện diện cùng sẻ chia qua nhiều cách của quý cha và quý cộng đoàn cho hội dòng cũng như cho chị em chúng con. Sự trung tín cũng như niềm vui được lễ ghi hiến mà chị em chúng con có hôm nay đã được đóng góp từ những lời cầu nguyện, những hy sinh, đồng hành và khích lệ của quý vị. Và hôm nay, quý cha cũng như quý cộng đoàn, không quản thời gian và đường xa đã đến hiện diện, dâng lễ và hiệp thông cầu nguyện, chung niềm vui với chị em chúng con trong thánh lễ tạ ơn này. Chúng con chân thành ghi ơn. Chúng con mong muốn dành lời chia đặc biệt đến quý thân nhân, đặc biệt là quý ông bà cố, quý anh chị em của các chị mừng kinh thánh và mừng thánh thân dòng hôm nay. Các vị chính là những người đã tiếp thêm lửa sức sống, tiếp lửa lòng mến và nhiệt tâm phục vụ cho chị em chúng con cho tới lúc này. Xin tiếp tục đồng hành với các chị em chúng con trong hành trình kế tiếp, để chị em chúng con sống trung tín trong ý dân và phục vụ. Xin Chúa phục sinh tuân độ sức sống của Ngài tràn đầy trên các vị. Kính thưa quý cha, quý vị trên, quý cha và toàn thể cộng đoàn, ước mong những tâm tình chân thành của chúng con vừa dâng lên quý cha và cộng đoàn chính là những bông hoa của lòng biết ơn chân thành của chúng con, cùng với những lời cầu nguyện. Xin Chúa nhờ lời truyền cầu của lãnh Catalina Sina, xin ban cho quý cha, quý cha cùng cộng đoàn được sức mạnh của thánh thần tình yêu và đạt đến niềm vui cùng sự bình an của Chúa phục sinh. Xin cũng thay lời cầu nguyện cho hội dòng chúng con để chúng con biết bao nhiêu thánh bổn mạng sống trọn tình vẹn tình yêu với Chúa và thiết tha sống đức ái đối với tha nhân. Và giờ đây xin cho chúng con vài phút để chúc mừng các chị. Từ quý chị em rất thân thương, em mong các chị em sống lời tấn cho hội dòng và bấy nhiêu năm ân tình các chị dành cho hội dòng. Và những trách nhiệm và những công việc khác nhau, các chị đã đóng góp con tim và khối óc cùng với những lao động vất vả, niềm vui cho sự tồn tại và phát triển của hội dòng. Niềm vui của quý chị hôm nay cũng là niềm vui mừng của toàn thể chị em trong hội dòng. Niềm vui của sự trung tín, niềm vui của lòng cảm mến, chữ ân sở và tình thương nhiệm màu mà Thiên Chúa dành cho các chị và cũng là cho hội dòng. Chị em trong hội dòng thân hoan chúc mừng quý chị và xin biểu lộ niềm vui đó qua những bó hoa và để biểu lộ tình yêu mến chân thành và nhiệt tâm tạ ơn. Cha và toàn thể đồng đoàn đã dành cho chị em chúng con.
Và trong khi chúng con tổ chức thánh lễ tạ ơn, chắc hẳn chúng con còn nhiều thiếu sót. Xin quý cha và toàn thể cộng đồng thông cảm và thứ lỗi. Và sau thánh lễ sẽ kính mời quý cha, quý các cha và cộng đoàn tham dự bữa ăn ngay để làm trọn những thánh linh của mình để tạ ơn hôm nay. Chúng con kính xin quý cha ban ơn đời của chúng con. Những tuổi đời linh mục giám mục càng là gì để mà
xin Chúa thương tha những cái thiếu sót của mình và xin mọi người trong đó có lòng giữ hai bên thánh thân và tôi được nhận hiện diện và tất cả có nhiều người xung quanh ở trong này. Tiếng nói đó cũng là tiếng nói thay cho quý vị của Kim Thánh và Kim Thánh 20 năm nay, 50 năm ở trong tổ dòng đang nghe thiên chân này, biết bao nhiêu là những lời lạy của Chúa, biết bao nhiêu những hoàn cảnh, biết bao nhiêu những cơ hội phải để người phục vụ đúng đắn. Thế mà với những sự hành trình của quý vị, với những thương xót và có thể với những tội lỗi của mình nữa mà chưa phục vụ cho tinh sự và nhất nữa là chưa phục vụ những người mà trong suốt 50 năm, 25 năm quý vị có thể tiếp xúc và chưa có thể để hoàn tất thì ơn của Chúa nên là cái gì để quý vị nhìn lại mình, nhìn lại ơn của Chúa và để rồi xin Chúa thương tha rồi thì tiếp tục trong những ngày còn lại làm sao để sống đến và cầu nguyện bù lại những thời gian qua để tất cả chúng ta đều luôn ở trong Chúa và tìm thấy niềm hoan lạc chúng con xin cảm ơn Đức Cha. Chúng con kính mời Đức Cha an toàn. Chào mừng Đức Cha. Nhân dịp Đức Cha mừng 52 năm kỷ niệm, thì giáo đoàn Anh Việt Nam chúng con cùng chúng xin chân thành chúc mừng Đức Cha. Xin Chúa ban cho Đức Cha được khôn ngoan sáng suốt, được khỏe mạnh và được sống trường thọ 100 tuổi. Đức Cha thì hôm nay con cũng xin mời bắt quàng làm họ. Thì thưa Đức Cha, ngày xưa Đức Cha đi con học ở đi đường, Đức Cha trên con ở lớp, Đức Cha lớp chín, Đức Cha lớp chín hai và lớp chín ba. Thì Đức Cha bao giờ đi trước mà về trước thì con bao giờ theo sau để cũng về sau. Nhân tiện năm nay con cũng chúng ta còn 50 năm mình cùng. Thì như Đức Cha nói, chúa trao cho từ năm học người đến bạn, con không biết con không biết là con đã làm bao nhiêu nét, không biết là con làm được cái gì ra hồi thì không trong 50 năm qua. Rồi cũng có trong tâm tình của Đức Cha, chúng con chỉ là Đức Cha là Chúa và xin mọi người cầu nguyện cho chúng con một lần nữa cũng vẫn xin kính chúc Đức Cha an khang, tốt đẹp mọi sự và đặc biệt là được thân yêu và một người Chúa trong lúc tuổi trẻ. Và như thế con cũng xin Đức Cha con nói đôi lời và chỉ nghĩ là mình thành tâm nhận điểm ở đây này của bạn ngày mai. Kính thưa sư tổng viên và thưa tất cả các chị em của dòng nữ đang bị thành tâm, ngày mai 29 tháng 4 lễ Thánh Catalina Siena buồn mạo của hội dòng nữ đang bị thành tâm. Thì xin thay mặt tỉnh giáo đã bị nhận âm xin chúc mừng sơ tổng quyền của Đức Hội giáo được thật nhiều hồng ân của Chúa. Trong 60 năm qua, Hội giáo đã bị thành tâm đã phát triển có thể là vượt bậc về mọi mặt, từ cơ sở vật chất, ơn gọi, nhân sự, rồi tinh thần cộng đoàn, tinh thần tông đồ và truyền giáo, có thể nói là phát triển một cách không cách đặc biệt. Và cụ thể là cái ngày này và ngày mùa hội thu hôm nay nó lại có tới năm chỉ mừng Kim Thánh Tấn Giàu và năm chỉ mừng Nguyễn Thánh Tấn Giàu. Thì xin chúc cho Hội Giáo Nữ Đặc Biệt Thánh Tâm càng ngày càng phát triển hơn nữa, càng ngày càng có
trọng kính đức cha, quý cha mẹ trên, quý cha mẹ mẹ, trọng kính gì mẹ trên thẩm quyền, gì phật ta, quý mẹ trên và phật mẹ quý gì phật nữ ra nhân thân. Chúng con hiểu với hội rằng cùng quý vị trong định kim khánh ngân khánh tấn rằng để cảm tạ thần ân thiên chúa đã ban cho quý vị trong suốt trình đời chứng kiến. Kính thưa thì về trên phẩm quyền thì phẩm phụ tá quý về trên và phẩm thể quý vị, trước hết chúng con có lời chúc mừng mọi rằng nhân dịp của bạn mừng kính thánh Catalina, đặc biệt trong năm mừng kỷ niệm 60 năm thành lập của hội thần. Chắc chắn trong qua lời cầu thánh nữ Catalina của mạng hội thần, Chúa đã và sẽ mang nhiều ân sủng xuống trên thể thể trên cùng toàn thể quý vị. Nguyện xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn vàn của thần trong hội thần. Từ nhiều năm trước đây, hội thần nữ đang minh thánh tuân này, người thân của gia đình chúng con đã được hội rằng đó nhà mình và hướng dẫn để trở thành tử tu là thành viên của hội rằng. Tại hội rằng này, chúng con đã được dự lễ đấm lần đầu, lễ đấm trọn đời của các vị là thân nhân, là con em của gia đình chúng con. Hôm nay, chúng con cảm nhận tình thương của Thiên Chúa thật rõ ràng, được thể hiện cụ thể trong thánh lễ tạ ơn mừng thân nhân là quý vị là con em của chúng con trong dịp kỷ niệm mừng kinh khánh và thân thánh đức rằng. Chúng con xin hết lòng tri ân tình thương mà hội thần đã dành cho gia đình chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho dì về trên tổng quyền, dì tổng phụ tá, quý về trên và toàn thể quý vị sớm đời thánh nhân tràn đầy vui. Xin thánh Đa Minh và thánh Catalina trợ giúp để hội thần nữ Đa Minh thánh tâm luôn thăng tiến và phát triển trong việc phụng sự Chúa và tha nhân. Lời cuối, chúng con xin hết lòng tri ân đức cha, quý cha cùng dì về trên tổng quyền, dì tổng phụ tá, quý về trên và toàn thể quý vị trong việc tổ chức lễ mừng kinh khánh và dân thánh cho người thân và con em của gia đình chúng con. Con xin dâng lên mẹ trên tổng quyền lắm hoa chi ân và chúc mừng, xin mẹ trên tạm biệt. Xin cảm ơn quý đại diện. Kính mời cộng đoàn đến dạy các bạn buổi lễ. Chưa cùng anh chị em Thank you.
để chuyên tận quyền chụp hình lưu niệm với quý chị Quỳnh Linh Thắng, Kim Thắng ở nhà. Chúng con Thank you.
xin hết lòng cảm tạ ơn Chúa, vì Ngài thương con như biển như trời, vì Ngài thương con không bờ không bến. Chúa ơi, con biết lấy gì mà đáp đền, con biết lấy gì mà đền đáp Chúa suốt đời con. Xuân lại Thiên Chúa, Ngài đã quyến rũ con, đưa con vào cuộc tình lòng kề lòng Chúa và con. Ôi ân huệ tình yêu tuyệt mỹ, lạy Chúa. Xin hết lòng cảm tạ ơn Chúa.